Anh đã để ra cả lệnh. Bay lên đã mà. Nên chị nào không tốt kinh. Chắc hơi đúng rồi đó. Răng đó thế là phải tìm hiểu rõ nghe, cái đứa mồm mà tứ tứ vô là thử cay là đèn. Sợ nhà nó lanh chanh lắm đó nghe, có ai tưới không? Ai mà lanh quá là
con nó trùm phá hoại đó. Nhà tứ hả anh? Tưởng mua nhà tứ này ra lên tôi chửi tiếp. Đây là mình tưới ấy là ăn thú cây, ăn thú chứ rẻ ha. Ấy là về tìm hiểu hỏi nè, hỏi Phương. Phun á. Lăng coi ok không? Nhiều mà đúng không? Để xí coi lại kỹ. Cái này ở bên nó cũng khỏe lắm không cái này? Cái chỗ mà chung là mình lên xuống thì không có ai động vào ai nha á, đi ở chung cư vậy đó. Cái này hôm nằm mơ, lần đầu tiên nằm mơ thấy ông bà. Nội dung như thế nào á? Nội dung à, đánh kem cho mặt cho ổng để mới kinh chứ, Ghê đó hả? còn còn nói giỡn với ổng đi, bà đánh kem mặt bà trắng nhưng mà nói với ổng rồi ổng kêu nhiều khi á, bà đánh bà nằm đây nhịn mặt nó bóc giống như chết rồi ấy. Nó rồi nó mới kinh chứ. Xong rồi còn cười giỡn với ông, xong rồi dọn phòng, cái xong rồi tự nhiên á cái ý là mơ chồng mơ hiểu không, là lúc đó là Đang mơ mà ba đang ba mơ ba ba má mắt chứ không phải là ba mắt hiểu không, cái thành ra là tự nhiên lúc mà đang 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 làm chi cho ba đó tự nhiên cái tỉnh trong mơ lại tỉnh hiểu không, tỉnh là cái ủa ông ba mắc rồi mà chứ đâu phải bà má, cái xong chập cái là mình tỉnh thật luôn, tỉnh thật là cái mơ luôn là xem đồng hồ là 5 giờ sáng mà trong giấc mơ có khóc chìm lum lá không nhớ rõ lắm, nhưng mà nói chung là hắn y thì y thì chỉ sợ nhớ cái khuôn mặt của ba mắng hiện sợ rõ luôn luôn, nghe nổi gà luôn này. thiệt mà, lần đầu tiên là mơ đó chứ Không chịu đi ở qua phòng của họ, cái sợ không đi một mình, cái sợ không, đi không với họ sợ mà nè, không hề sợ luôn nghe, đây không sợ, cho tôi lấy, tôi đi sợ này, tôi lấy cổ mỏi sợ. không mà lo, không sợ mà lo đi mình ở nhà không sợ. Tôi còn còn nhớ rồi cái mặt ông ba nữa, vui dễ sợ đánh kem cho ông nữa chứ, kêu ba bữa nay à cái hũ kem đó là bà Mimi bữa mua cho ông ba, kêu chúng ba bữa nay đĩ gớm còn đánh kem nữa. Có đời mua nằm mơ đâu, tự nhiên nằm mơ, hồi xưa ông còn sống là không bao giờ nằm mơ luôn, mà tự nhiên trời nằm mơ thấy giống mày tìm báo gì à, là giống như đi nè ông bà ông kêu ở nhà đi đi ấy, ý là mình kêu là ô con chăm ba đây chứ bữa là con không có ở đây nữa ấy, là mợ Loan cũng có ý định là sau này không ở nữa kìa, cái xong là tự nhiên con vào cái không đi vợ ở đây với ta kiểu như rứa giống như là nói là mình đừng có đi á, giống như ổng về ổng nói là đừng có đi á, trong khi là mình có ý định ghê gì ghê. Ông kêu không có được đi, ông kêu ở đây với ta. Nói rồi đó. Lo mà lâu nhà ở đâu nữa, đi với mình mà bỏ lại. Thì bỏ rứa.
Trừ ở mình thì tội lỡ có chi và lớn rồi, với mấy ông ba ông cũng cũng thương bà má. Trong giấc mơ nữa là có cái nói cái gì đó giống như ở với bà má thì răng trong từ có cái gì đó không nhớ rõ lắm, nhưng mà có khóc nữa, mà Loan có khóc nữa. Nhưng mà nói chung để hầu nhớ kỹ lại thử, nhưng mà nhớ rõ nhất rồi là... không nhớ rõ lắm, nhớ y như thiệt luôn, ý là y đã nói là mơ y như thiệt, là mơ chồng mơ, hiểu không? Mình mơ xong rồi mình tỉnh, mình cái ủa mình mơ mà, nhưng mà sau đó mình mới tỉnh thêm một lần nữa, vậy sợ không? Mơ chồng mơ đó. Cảnh nữa chứ.